Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm, đảng sắp xử nhân dân. Trang mạng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam VOV vừa đưa tin sáng ngày 25 tháng 8, thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ đưa ra xét xử vụ án từ ngày 7 tháng 9, dự kiến kéo dài 10 ngày. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh án Tòa hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Và lần lượt sau đó là truyền thông trong nước đưa tin, hội đồng xét xử gồm 5 người và hiện có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Đây là hình ảnh thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh án Tòa hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ là chủ tọa phiên tòa vụ án đồng tâm diễn ra vào ngày 7 tháng 9 năm 2020 tới đây. Cũng theo truyền thông trong nước, 29 bị cáo được đưa ra xét xử về tội giết người và chống người thi hành công vụ. Trong đó có 25 người bị xét xử về tội giết người gồm Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh và nhiều người khác. Cùng với việc đưa thông tin mới nhất về thời gian xét xử vụ án, truyền thông trong nước cũng loan tin mô tả sự việc phạm tội rất cụ thể, trong khi vụ án vẫn còn chưa được đưa ra xét xử. Phiên bản thảm sát đồng tâm của chính quyền Cộng sản Việt Nam được mô tả như sau. Đầu tháng 1 năm nay, khi biết lực lượng công an thành phố Hà Nội sẽ về xã Đồng Tâm, ông Kình, tức Lê Đình Kình, cựu quan chức đảng và chính quyền công an xã Đồng Tâm, người được cho là cầm đầu nhóm chống đối ở địa phương này, đã cùng nhiều đối tượng tổ chức họp tại nhà ông Kình vào các ngày mùng 5 và mùng 6 và mùng 8 tháng 1 năm 2020 để chỉ đạo và chống đối, sát hại lực lượng công an. Chiều ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020, theo chỉ đạo của ông Kình, yêu cầu đồng bọn mang các hung khí gồm tuyếp sắt có gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng, các bao chứa gạch đá tập trung tại nhà ông Kình để tấn công lại lực lượng vũ trang, công an. Rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng công an đến chốt cổng làng Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, cách nhà ông Kình khoảng 50 mét để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra, Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đã đánh kẻng báo động. Các đối tượng dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an, khiến cho 3 cán bộ chiến sĩ công an là Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng, Quân đã bị rơi xuống hố ở gần nhà ông Lê Đình Kình. Lúc đó, Chức đã bảo Doanh đổ xăng từ can ra chậu để Chức đổ xuống hố và châm lửa đốt, khiến cả 3 chiến sĩ công an hy sinh. Và lúc đó, tổ công tác đã phát hiện thấy Lê Đình Kình đang cầm một quả lựu đạn và hô hào chống đối nên đã dùng súng bắn tiêu diệt. Cho đến ngày 25 tháng 8, thời điểm mà báo chí loan tin về thời gian xét xử vụ án, các luật sư đã không nhận được thông tin gì mà chỉ biết qua thông tin về phiên xét xử sơ thẩm có báo chí nhà nước và không rõ vì sao báo chí chính quyền đã biết tin trước các luật sư đang bảo vệ cho các thân chủ và bị can trong vụ án. Đây là hình ảnh luật sư Lê Văn Luân, một trong các luật sư bảo chữa cho các bị can trong vụ án Đồng Tâm. Trả lời đài BBC từ London, ông Lê Văn Luân, một luật sư trong nhóm luật sư bảo vệ các thân chủ là bị can, bị cáo trong vụ Đồng Tâm nhận định như sau. Công tác báo chí là một việc ở bên ngoài tòa án, nhưng thường thì các việc thông tin cần được thực hiện cùng lúc với các luật sư cần được chủ động trước trong kế hoạch đó. Thế nhưng vụ việc này không hiểu vì lý do làm sao mà báo chí lại có thể đưa tin trước mà trong khi đó các luật sư chưa có một thông tin gì về vấn đề xét xử cả. Theo chúng tôi, về vấn đề tiếp cận là chưa được đảm bảo lắm về mặt công bằng. Nhận xét về những thông tin mà báo chí đăng vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 vừa qua, luật sư Lê Văn Luân đã phát biểu: ngay cách mà báo chí của nhà nước, chính quyền vừa loan tin về vụ xét xử sơ thẩm thì chúng tôi nghĩ truyền thông báo chí nhà nước đang làm sai chức năng của mình. Đó là mô tả những sự việc phạm tội rất cụ thể và đưa các thông tin sự việc này như là thêm một nhận định, định hướng về kết tội thay cho cơ quan tòa án. Điều này đã được phản ánh từ trước đến nay, nhưng nó đã trở thành một thói quen mà chúng tôi cho rằng gây hại cho quá trình tố tụng và cũng gây hại cho quyền của các công dân và những người bị can, bị cáo. Và điều đó đã được sử dụng một cách rất triệt để, đặc biệt trong vụ án này, gần như là đã kết tội sẵn sàng trên tất cả các mặt báo. Vị luật sư này nói tiếp, điều này chúng tôi nghĩ là nó có liên quan đến cả một hệ thống nhận thức của xã hội và nhận thức về mặt pháp lý nữa. Còn luật sư Lê Luân cũng khẳng định lại việc công bố ngay từ ban đầu lời khai của các bị can trên truyền hình ngay sau khi sự việc xảy ra là một chỉ dấu về việc chưa đảm bảo quy định của pháp luật. Còn Facebook Phạm Minh Vũ trong bài viết mới đây đã khẳng định lỗi thuộc hoàn toàn về bọn cường quyền cướp đất, về cái thể chế tồi tàn, ngồi xổm trên hiến pháp, tạo ra điều kiện cho cướp đất. Vậy Trương Việt Toàn định xử họ
tức 29 người dân Đồng Tâm, đã bị bắt vào hôm 9 tháng 1 năm 2020 sau vụ thảm sát tội chi khi họ không làm gì sai. Đây là hình ảnh chụp màn hình ông Lê Đình Công, con trai của Lê Đình Kình, với nhiều vết thương trên mặt đang thú tội về vụ Đồng Tâm, phát trên chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Ông Vũ viết tiếp như sau: sự việc như chúng ta đã biết, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã kéo hàng ngàn quân đổ về Đồng Tâm, tấn công sát hại cụ Lê Đình Kình và bắt giữ con cháu cũng như dân làng ở đây. Khi có ý định sát hại cụ Kình và kéo hàng ngàn quân về trong đêm, đây chắc chắn là một chiến dịch quy mô lớn. Phương án thủ tiêu ba đồng chí của mình để dư luận trông có vẻ hợp lý và tấn công vào Đồng Tâm là chính đáng. Chỉ thí ba con tốt mà vụ cướp 59 hectare đất ở Đồng Xanh trị giá hàng tỷ đô la và cái cớ ra tay giết hại đồng chí của mình là cụ Kình mà không bị dư luận lên án. Theo báo cáo, các động thái bắt giữ anh em nhà Trịnh Bá để bịt dư luận thì chúng ta thấy nhà cầm quyền quyết tâm tắm máu người dân Đồng Tâm thêm một lần nữa trong phiên tòa sắp diễn ra tại Hà Nội tới đây. Tử hình một vài người ở Đồng Tâm ngoài mục đích đào tận gốc, chốc tận rễ ra, nó còn có ý nghĩa phù hợp với ba cái danh hiệu liệt sĩ mà Nguyễn Phú Trọng đã ký tặng cho ba tên chốt thí. Bộ Công an cũng đã đưa ra quyết định hàng ngàn quân thì cũng quyết tắm máu cho vừa lòng, cho hả dạ quân sĩ trong lực lượng công an vì họ cứ nghĩ rằng ba đồng chí của họ hy sinh thật. Còn Facebook Vũ Giang thì tóm tắt vụ Đồng Tâm một cách ngắn gọn và xúc tích như sau: chính quyền thì rêu rao tiêu diệt đám khủng bố, nổ súng tiêu diệt cụ Lê Đình Kình là đúng và rất nhiều cái khác. Nhưng trong quá trình tố tụng vụ án, luật sư bị gây khó khăn cản trở quyền sao chụp hồ sơ vụ án và các bị can bị đưa lên truyền hình thú tội ngay hôm bị bắt với mặt sưng vù tái tím. Và bên nào tà, bên nào chính, mỗi người sẽ nhận định riêng của mình. Thực tế, sau khi xảy ra vụ Đồng Tâm, các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án đã có nhiều hành động sai luật rất rõ ràng. Đây là hình ảnh hai luật sư Lê Hòa và Ngô Tuấn đến trại tạm giam số 2 của Công an thành phố Hà Nội vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 để đề nghị gặp các bị can ở vụ án Đồng Tâm mà cán bộ trại giam nói lãnh đạo trại chỉ đạo là các luật sư phải được tòa án thành phố Hà Nội cấp thông báo người bảo chữa khác mới được cho gặp. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2020, luật sư Ngô Tuấn, một trong các luật sư bảo chữa cho các bị can trong vụ Đồng Tâm cho biết, ngay khi kết thúc giai đoạn điều tra và ra bản kết luận điều tra, các luật sư đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội được tiếp cận để đọc sao chụp hồ sơ nhưng bị khước từ. Khi hồ sơ vụ án được chuyển qua Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, các luật sư cũng đề nghị cơ quan này để đọc và sao chụp hồ sơ nhưng cũng bị khước từ với nhiều lý do khác nhau. Nhưng chủ yếu là Viện Kiểm soát phụ trách vụ án này bận công tác. Đến khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành bản cáo trạng, chưa luật sư nào được tiếp cận hồ sơ vụ án. Sau khi hồ sơ được chuyển qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để chuẩn bị đưa ra xét xử, mặc dù các luật sư liên tục liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng văn bản đề nghị được sao chụp hồ sơ vụ án này để có cơ sở pháp lý để bào chữa cho các thân chủ, nhưng tất cả những đề nghị chính đáng của luật sư đều không được chấp nhận. Cũng trong giài đoạn này, khi một số luật sư vào trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội để thăm và gặp các bị can nhưng cũng bị từ chối nốt. Mọi nỗ lực tiếp cận hồ sơ vụ án cũng như tiếp cận thân chủ của các luật sư trong vụ án này đều bị ngăn chặn. Ông Tuấn cũng khẳng định việc cả ba cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hà Nội gồm cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, tòa án bằng nhiều thủ thuật khác nhau để khước từ quyền tiếp cận, sao chép tài liệu có hồ sơ trong vụ án là xâm phạm tới quyền hành nghề hợp pháp của luật sư và gián tiếp xâm nhận phạm tới quyền và lợi ích chính đáng của bị cáo. Và nhiều tổ chức, cá nhân và xã hội dân sự đã tích cực hành động để đảm bảo quyền lợi của 29 người Đồng Tâm bị bắt. Đây là hình ảnh văn bản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc giải quyết đơn về đề nghị hỗ trợ luật sư được sao chụp hồ sơ vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản số 186 về việc giải quyết đơn đề nghị hỗ trợ luật sư được sao chụp hồ sơ vụ án tại Đồng Tâm. 373 nhân sĩ trí thức, đồng bào và 14 tổ chức xã hội dân sự cũng đã công bố bản tuyên bố phản đối tư pháp Việt Nam có dấu hiệu vi phạm các thủ tục tố tụng dân sự trong vụ án xét xử Đồng Tâm vào ngày 5 tháng 7 năm 2020. Sau đó, chính quyền Hà Nội đã có một số động thái nhượng bộ. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2020, Tòa án thành phố Hà Nội đã cho các luật sư tiếp cận sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án, chỉ thiếu hai video clip. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức bị từ chối khác nhau, cho đến ngày 28 tháng 7, các luật sư vẫn chưa tiếp xúc được 29 người dân Đồng Tâm, những người đã bị bắt vào hồi 3 giờ sáng vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 và bị đưa ra xét xử.
Vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, luật sư Lê Luân cũng cho biết thêm về tình hình sức khỏe của các bị can và việc các luật sư được tiếp cận ra sao với các thân chủ của mình. Ông nói, hiện tại về cơ bản, tình hình sức khỏe của các bị can tiến triển tốt. Trước đấy, một số người bị thương nặng, ví dụ như ông Chức, ông Công và Huy. Ông Chức bị thương nặng nhất, theo chúng tôi biết. Bên cạnh đó, ông Hiểu cũng bị bỏng. Chúng tôi không có toàn bộ hồ sơ và thông tin về bị can, nhưng một số người như tôi vừa nêu tên có nằm trong số bị thương tật, có người phải diều đi lấy cung. Khi hôm chúng tôi vào trại giam, chúng tôi đã có những kiến nghị về chăm sóc y tế và biện pháp để chăm sóc cho các bị can. Tôi cũng phải nói thêm là các luật sư cũng không dễ dàng tiếp cận gặp gỡ các thân chủ của mình trong suốt quá trình vừa qua cho tới nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2020 với bản tin Vụ Đồng Tâm, Đảng sắp xử nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.